Chương 11. Vậy, tôi nói, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy, vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham, về chi phái Benjamin, Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào, ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển, nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa. Bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Vậy thì làm sao? Ấy là dân Israel chẳng được điều mình tìm, song những kẻ lựa chọn thì đã được, và những kẻ khác thì bị cứng lòng. Như có chép rằng, Đức Chúa Trời đã cho họ mờ tối, con mắt chẳng thấy, lỗ tai chẳng nghe, cho đến ngày nay, lại David có nói, ước gì bằng tiệc của họ trở nên bẫy, lưới nên dịp vấp trơn, và sự phạt công bình cho họ, ước gì mắt họ mù không thấy được, và lưng họ cứ khom luôn. Tôi lại hỏi rằng, có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Vả, nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sút họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thành vượng của họ. Tôi nói cùng anh em là người ngoại. Bấy lâu tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Tôi làm vinh hiển chức vụ mình, cố sức để dục lòng tranh đua của những kẻ đồng tộc tôi, và để cứu mấy người trong đám họ. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển, há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao? Vả, nếu trái đầu mùa là thánh, thì cả đồng cũng thánh. Và nếu rễ là thánh, thì các nhánh cũng thánh. Ví bằng, có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây olive hoang, được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa, và rễ của cây olive thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng, ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm, các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và người nhờ đức tin mà còn. Chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi, vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Vậy, hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài, bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt. Về phần họ, nếu không ghi mài trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp, vì Đức Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây olive hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây olive tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây olive mình. Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng, ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu như có chép rằng, đấng giải cứu sẽ đến từ Sion, cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp, ấy là sự giao ước mà ta sẽ lập với họ khi ta xóa tội lỗi họ rồi. Nếu luận về tin lành, thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ các tổ phụ. Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Lại, như khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, thì cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh em. Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy. Ôi,
sau nhiệm thay sự giàu có, khôn ngoan và sự thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài ai thấu được, đường nẻo của Ngài ai hiểu được, vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài, hay là ai đã cho trước, đặng nhận lấy điều Ngài báo lại, vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời. Vô cùng, Amen.